Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Kho Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Chúc tất cả một ngày tốt lành. Trong clip ngày hôm nay thì Khôi giới thiệu anh em một con âm ly nằm trong cái lô 29 món mà Khôi đã quay cách đây 2 ngày, gọi là clip thanh lý xả hàng để gom tiền nhập món mới, nhập cái lô hàng mới về và cũng như là dọn dẹp một số máy móc để lâu. Thì trong đó có con âm ly đèn Bogan DB230A mà nhiều anh em cũng quan tâm, cũng như ngày hôm qua Khôi cũng đã test với nhiều loa cổ. Thì cái con này cũng là một trong những con đời lớn của cái dòng này nè. Trong cái dòng DB này nè, nó có 230 trơn và 230A. Thì cái con 230A là con lớn nha. Thì con này Khôi cũng đã từng bán trên cái kênh YouTube của Khôi và được nhiều người xem và đánh giá chất âm rất hay, và bản thân Khôi cũng thấy nó hay nha. Thì cái con này anh em, Khôi đã công bố cái mức giá trước đó trong cái clip trước. Thì hôm nay Khôi sẽ quay review chi tiết để anh em cùng xem. Thì như thế này, cái con này anh em, trước đó Khôi cũng bán cho một khách ở trên Lâm Đồng. Anh cũng chơi trải nghiệm trong vòng có ngày thôi, thì anh nâng cấp, anh nói anh thấy nó được rồi, anh muốn khỏe hơn nên anh đổi qua một cái bộ rời bao lớn thì mới khấu hao về nè. Con này Khôi bán cho anh khách là 24.500.000, mình có giao dịch, có thông tin rõ ràng. Thì anh nghe có ngày thôi, anh gửi xuống trên Phương Trang và Khôi đưa lấy về nha. Thì khấu hao 3.000.000, rất là đẹp anh em, chơi rất là tuyệt vời đó, 3.000.000 anh em ha, còn với tiền ship tiền đồ thì trừ rồi. Thì nên cái con này được giảm giá từ 21.500.000 xuống còn từ 24.500.000 xuống còn 21.500.000 nhé. Thì anh em nào mà yêu thích thì xem kỹ clip ngày hôm nay để mình lựa chọn. Thì anh em, đây là cái đời lớn nha, cái đời lớn nên nó rất là hay, rất là hay. Ngoài cái việc chơi sưu tầm thì nó còn rất là hay. Thì anh thấy cái nắp rất là đẹp ha, cái nắp rất là đẹp, nó nhìn như đá hoa cương vậy đó. Nắp sắt anh em ha, sơn rất là đẹp, rồi mặt mũi cũng đẹp luôn, nó chia làm hai phần. Các cái núm này cũng tuyệt vời anh em ha, núm zin không luôn á nhé. Đó, ok rồi. Thì có cái nắp rất là dễ tháo thì Khôi cũng đã tháo sẵn nó rồi, thì bây giờ Khôi tháo luôn nha. Rồi đó, anh em thấy không, ruột gan của nó ha, cũng còn khá đẹp. Quan trọng nhất là mấy cái tăng phô xuất âm đồ là zin tù đồ còn ha, đầy đủ. Đó, anh em cùng xem. Đây, nó chạy 4 cây công suất 6AV5 anh em. Bóng rất to ha, to khỏe. Rồi, cây nguồn là 5AR4 nha. Tất cả đều trên này là bóng Mỹ hết anh em, bóng Mỹ hết nha. Thì nó sẽ có hai cái đạp anh em, 7199. Đây là cái đời bóng hay anh em. 7199 nó hay hơn 6AR8 ha. Đó. Rồi có bóng 12U7, 12X7 nè. Đó anh em thấy không? Đó. Rất là ok. Thì những cái ngoài ra có những cái bóng khác anh em, những cái bóng khác này, những cái bóng phono, bóng đạp vân vân, thì mấy cái đó thuộc về kỹ thuật, mình nói những cái phần chính thôi. Đó. Một con máy rất là khổng luôn anh em nhìn này, rất là khủng khiếp. Con này rất là nặng, rất to là nặng anh em ha. Thì cái sườn của nó bị ổ theo thời gian thì cái đó vô tư, không vấn đề gì ha. Đó, không có gì phải lo. Đó, rất tuyệt vời, rất ok luôn. Thì những ngày vừa qua Khôi cũng đã test nó rất là nhiều rồi. Thì tí nữa Khôi test lại cũng được, mà không cần test anh em vào xem những clip trước cũng được ha. Đó, ok. Anh em cùng xem kỹ ha. Đèn á, thì mình sẽ nhìn từ phía sau để mình thấy được cái cấu hình bóng anh em nha. Cấu hình bóng. Rồi, thì tù tì toàn bộ nằm bên dưới. Đó. Thì Khôi cũng có chụp ảnh lại rồi. Ví dụ như anh em nào muốn xem kỹ hơn thì add Zalo, Khôi sẽ gửi ảnh qua ha. Để khỏi mất thời gian. Rồi cái con này nếu mà nó ship từ bên bay về và nó mới đó, chưa qua tay đó, thì nó phải tầm giá là 30.000.000 anh em, chứ nó không còn cái mức giá là hơn 20.000.000 như thế này đó. Nên là đây cũng là một trong những cái cơ hội để anh em chơi và trải nghiệm đèn anh em nha. Rất là tuyệt vời đó. Bay móc thì đang là hoạt động tốt đó, anh em chỉ việc cắm đèn và sử dụng thôi đó, anh em nhé. Ok, rất là tuyệt vời. Rồi, đó là về cái phần hình thức cũng như cấu hình bóng. Đó. Mức giá thì đã công bố rồi. Anh em nào thấy hợp lý thì liên hệ với Khôi.
để cùng giao lưu anh em nhé. Mặt mũi đẹp, vỏ đẹp, trưng bày nó cũng tuyệt vời luôn. Đó. Ok anh em ha. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ test nhạc ha, test nhạc, test lại cũng được anh em. Nghe hồn từng mùa đã khuất.